Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch dừa xanh lam ngon tươi mát cho ngày hè. Vào những ngày hè nóng bức, bạn và gia đình được thưởng thức món thạch dừa thanh mát ngọt lịm thì thật là tuyệt vời. Vị ngọt dịu, hương thơm thanh mát của dừa kết hợp hài hòa và vô cùng hoàn hảo với vị mềm miệng của rau câu. Cách làm thạch dừa không quá phức tạp như các bạn nghĩ, không cần cầu kỳ về nguyên liệu, không cần cầu kỳ về cách bước làm, bạn vẫn có thể có được món thạch dừa vô cùng ngon và đẹp mắt. Hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu và tìm hiểu với An Vật TV để có được món thạch ngon nhất do chính tay mình làm để cả gia đình cùng thưởng thức các bạn nhé. Và trước khi bắt tay vào thực hiện, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Nguyên liệu để làm món thạch dừa màu xanh lam thì mình sẽ chuẩn bị hoa đậu biếc. Vì hoa đậu biếc khi mà nấu thì sẽ ra được cái màu xanh lam rất xinh là đẹp mắt các bạn ạ. Tiếp đấy là mình sẽ chuẩn bị nước dừa và một chút dừa nạo nha các bạn. Phần dừa nạo các bạn có thể sử dụng những sợi dừa non thì khi mà ăn sẽ rất là ngon. Và một trong những nguyên liệu không thể thiếu đó chính là bột rau câu nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng bột rau câu dẻo hoặc là bột rau câu giòn đều được nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng là bột rau câu giòn. Tiếp đến là mình sẽ chuẩn bị thêm phần đường để tạo thêm độ ngọt hấp dẫn cho món thạch của chúng ta. Nước dừa vốn đã là một loại đồ uống được yêu thích bởi sự thanh mát, ngọt lành của nó. Món thạch rau câu vừa thanh mát và thú vị hơn nhiều. Đặc biệt là khi mình kết hợp với nguyên liệu là hoa đậu biếc sẽ tạo ra được một món thạch rất chi là ngon và đẹp mắt nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nồi nước và mình sẽ đổ vào đây nước dừa nha các bạn. Mình cho một chút thôi và mình sẽ đợi cho nước sôi. Khi mà nước sôi thì chúng ta sẽ cho đến phần hoa đậu biếc của chúng ta vào. Hoa đậu biếc của chúng ta khi mà cho vào nước sôi thì sẽ tiết ra những chất màu xanh rất chi là đẹp mắt. Hoa đậu biếc thì sẽ tạo ra được màu xanh lam. Nếu như các bạn muốn các món ăn của mình có màu xanh lam thì các bạn nên sử dụng hoa đậu biếc. Và đây là một thực phẩm thiên nhiên sẽ tạo ra được màu thiên nhiên. Và khi mà mình nấu thì sẽ an toàn, rất là tốt. Chúng ta có thể thấy là hoa đậu biếc của chúng ta đã tiết ra rất nhiều màu xanh lam rất là đẹp. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Mình sẽ vớt hết phần tức là phần vỏ hoa của chúng ta ra. Vì lúc này đã tiết hết ra phần nước màu xanh rồi. Mình sẽ bỏ bã đi nha các bạn. Lúc này thì mình sẽ trộn đường với bột rau câu lại với nhau. Mình sẽ đổ phần nước dừa còn lại của chúng ta vào trong nồi và mình cũng sẽ đun sôi nha các bạn. Sau khi đun sôi thì mình sẽ cho thêm phần hoa đậu biếc của chúng ta vừa rồi vào cùng. Mình sẽ đợi cho nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho phần hỗn hợp bột rau câu và đường của chúng ta ở bước trên vào và chúng ta sẽ khuấy thật đều nha các bạn. Mình sẽ khuấy thật đều để cho bột rau câu của chúng ta không bị vón cục.
Tiếp đến là mình sẽ cho phần dừa đạo của chúng ta vào. Mình cũng sẽ khuấy thật đều để tất cả các nguyên liệu của chúng ta sẽ hòa quyện với nhau. Trong quá trình nấu mà chúng ta thấy có bọt thì chúng ta nhớ hớt bọt nha các bạn. Lúc này thì chúng ta có thể tắt bếp và để nguội được rồi. Như vậy với các bước làm cơ bản của cách làm thạch dừa rau câu, bạn đã có ngay một món ăn ngon lành mát mẻ cho mùa hè của bạn sắp tới. Đây là một món ăn được rất nhiều bạn trẻ ưa thích bởi tính mát lạnh thơm ngon của món ăn. Khi thưởng thức, bạn có thể cảm nhận được vị dừa thơm ngon béo ngậy hòa cùng với vị ngon sần sật của thạch sẽ cho bạn cảm giác muốn thưởng thức mãi không thôi. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể thay thế thạch dừa này của chúng ta giống như là trà sữa trân châu thì sẽ là trà sữa thạch dừa nha các bạn. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món thạch dừa thơm mát này ngay tại nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Bột để làm rau câu hay là thạch thì thường có hai loại. Nếu bạn muốn làm rau câu giòn thì có thể dùng bột agar. Nếu bạn muốn làm thạch rau câu dẻo thì các bạn có thể dùng bột jelly. Và ở đây thì mình đã sử dụng là bột rau câu agar để món thạch dừa dễ giòn hơn.